sau khi va chạm vào giải phân cách cứng trên quốc lộ 1A, khiến cho đầu giải phân cách nằm lệch ra ngoài đường. Xe ô tô khách dừng nằm tiếp tục rời khỏi hiện trường, khiến nhiều người điều khiển phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1A suýt bị vạ lây. Theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ việc kể lại, vào sáng ngày 17 tháng 2, một xe ô tô khách dừng nằm màu đỏ chưa rõ biển kiểm soát đang lưu thông trên quốc lộ 1A hướng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Khi xe đang đi qua đoạn địa bàn xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, cùng thời điểm này phía trước đường có một phương tiện khác đang lùi ra nên tài xế xe dừng nằm điều khiển cho xe né tránh. Tiếp đó chiếc xe dừng nằm va chạm vào giải phân cách cứng dài 3m và làm cho giải phân cách này lệch ra ngoài đường khoảng 30cm trên quốc lộ 1A ở hướng ngược lại. Tuy nhiên sau khi va chạm vào giải phân cách, tài xế xe dừng nằm này đã điều khiển chiếc xe rời khỏi hiện trường. Cùng vào thời điểm này, hàng ngàn phương tiện xe máy cùng ô tô các loại của người dân đang lưu thông từ hướng miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết nên nhiều phương tiện suýt bị va chạm và té ngã trên đường. Đến 12 giờ trưa cùng ngày, sau khi nhận được tin báo, công ty vận tải cứu hộ giao thông 118 Tiền Giang kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp với đội cảnh sát giao thông công an huyện Châu Thành để điều tiết giao thông và di dời giải phân cách nói trên về đúng vị trí để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra cho người đi đường khi tham gia giao thông.